Chào mừng cả lớp đến với cái buổi học. Chúng ta có những cái câu bài tập sau. Câu 1, nhìn thấy ảnh sao thì đang mô tả cái gì ạ? Câu 2, chẩn đoán bệnh rung đũa, bệnh rung chỉ bằng xét nghiệm nào? Câu 3, bệnh học đa số người bệnh 99,5% nhiễm rung chỉ bạch huyết, có ấu trùng trong máu nhưng không có các cái biểu hiện lâm sàng trong nhiều năm hoặc cả đời. Trường hợp có hiện lâm sàng thì bệnh thường trải qua hai giai đoạn sau là đúng hay sai? Tại sao? Câu 4, có mấy phương pháp chẩn đoán bệnh rung chỉ bạch huyết? 2, 3, 4 hoặc 5 phương pháp. 5, để chẩn đoán xác định bệnh sán trưởng thành phải xét nghiệm, phân tìm chứng, A đúng, B sai. 6, sán chảy heo bò có thể sống ở người bao nhiêu năm? A là 10 năm, B là 15 năm, C là 20 năm. 7. Người nhiễm sán giải bò do ăn A. Phở bò tái, B. Nem, C. Gỏi tôm. 8. Em hãy tìm ra chu kỳ đúng. A. Chu kỳ đêm, B. Bán chu kỳ ngày và C. Chu kỳ ngày. 9. Tìm ra chỗ sai trong các cái thông tin sau. Đặc điểm nhận dạng trứng dung chỉ. Đặc điểm B. Pancreati, B. Malai. 10. Chỉ định tìm ấu trùng rung chỉ khi A. Lấy máu ban ngày khi dùng thuốc, D. C. B. Lấy máu lúc 20 đến 2 giờ sáng, C. Tất cả đúng. Rồi, cảm ơn cả lớp.